Về bài học tình yêu, tất cả sẽ được trình bày cụ thể ở trên cái beat thật là feel. Và điều đầu tiên mà tôi muốn hỏi, bạn biết yêu là gì không? Bạn đã từng nắm tay một người hay luôn có cảm giác chờ mong? Còn cả những lúc mà bạn thổn thức khi số phone người đó gọi tới, hay cả những khi cảm thấy trống vắng gặp nhau không nói được một lời, chỉ là những câu hỏi mở bài dù bạn biết yêu hay là chưa, để biết được rằng bạn đã trải nghiệm con đường đó nắng hay là mưa. Nói chung thì cũng đơn giản lắm, đó là một thứ thật diệu kỳ. Nó làm ta vui, làm ta buồn, làm ta tự kỷ. Cũng nhiều khi niềm vui là lúc ở bên người ấy, tay trong tay thật tự do, là lúc hồn nhiên vô tư cười đùa quên đi sự đời không phải lo. Cảm giác cần một hơi ấm những khi mưa lạnh đều có cái ôm từ đằng sau. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu những lời bay bổng không cần đâu. Chỉ như vậy thôi là điều hạnh phúc nhất. Yêu chính là như thế, như một bản nhạc đủ cảm xúc tung bật. Thế giới này hơn 7 tỷ người, chỉ có một người để yêu ta. Và không phải ai cũng may mắn, cũng có những cặp phải yêu xa. Nhưng đừng vội nản, hãy cùng nhau tạo niềm tin vượt qua thời gian. Để tìm được nhau đâu phải là dễ, phải biết quý trọng thứ trời ban. Kể từ bây giờ, anh chính thức gọi em cục nợ của đời anh. Anh thề nếu mà gian dối á, ra đường sẽ bị ông trời đánh. Anh sẽ không khóc như Đông Nhi, cũng không buồn như là Duy Khánh. Vì đã xác định, kể từ nay anh chỉ có em ở bên cạnh. Nhưng cái gì cũng có hai mặt á, và đây là mặt trái. Đâu phải lúc nào cũng được niềm vui, không tin thì hỏi người từng trải. Nhiều khi đang nhắn tin với nhau lăn đùng ra ngủ mà không hay, đến khi mở mắt thức dậy inbox gọi phone qua hoài nhưng không thấy. 100% là giận dỗi, chắc chắn phải nói là xin lỗi. Nhưng mà đâu phải người ta cố ý, không tin thì hãy nhìn coi. Những lúc như thế chỉ cần giả vờ tự kỷ người ấy sẽ siêu lòng. Không tin cứ thử, chắc chắn sau đó sẽ nhận được tin nhắn yêu chồng. Bởi người ta nói yêu là khổ, nhưng mà không yêu thì mình lỗ. Thôi thà chịu khổ chứ không chịu lỗ, miễn tình cảm đừng đặt nhầm chỗ. Một khi đã xác định là phải yêu cho hết mình. Đừng bao giờ vô tâm với nhau, vì đó là thứ giết chết tình. Yêu từng cử chỉ, yêu qua lời nói, yêu luôn hết cả tính tình. Bài học tình yêu là yêu người ta mà chẳng cần màng đến chính mình. Giới này hơn 7 tỷ người, chỉ có một người để yêu ta. Và không phải ai cũng may mắn, cũng có những cặp phải yêu xa. Nhưng đừng vội nản, hãy cùng nhau tạo niềm tin vượt qua thời gian. Để tìm được nhau đâu phải là dễ, phải biết quý trọng thứ trời ban. Kể từ bây giờ, anh chính thức gọi em cục nợ của đời anh. Anh thề nếu mà gian dối á, ra đường sẽ bị ông trời đánh. Anh sẽ không khóc như Đông Nhi, cũng không buồn như là Duy Khánh. Vì đã xác định, kể từ nay anh chỉ có em ở bên cạnh.